anh em Phú. Con tên là Thư. My school is ILA. And today I visit SOS. Hôm nay con đi làm từ thiện cho làng SOS. Hold a charity day for our summer students to have a chance to experience life outside school. And they village, this SOS urban village. So they come here to give gifts and have a fun time. Chơi rất là vui vẻ, em có quà rất nhiều.